trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Well Spa, thương hiệu salon furniture đoạt nhiều giải thưởng nhất 4 năm liên tiếp, và Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Kính chào toàn thể quý khán thính giả và mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Chúng tôi mời quý vị bước vào bản tin buổi tối ngày thứ hai hôm nay 26 tháng 7 năm 2021. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi trong chương trình đêm nay. Bắt đầu với tin là cơn mưa cuối tháng 7 tại Nam California mang theo nhiều bất ngờ. California đòi nhân viên tiểu bang phải trình bằng chứng chích ngừa COVID-19. Hoa Kỳ không dỡ bỏ các hạn chế du lịch vì số người nhiễm biến thể COVID Delta gia tăng đột ngột. Florida và Arkansas được xem là hai tiểu bang có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao. Tổng thống Biden nói hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq sẽ kết thúc vào cuối năm nay. American Airlines cảnh báo về tình trạng thiếu nhiên liệu trên toàn quốc Hoa Kỳ. Trung Quốc đổ lỗi cho Hoa Kỳ vì bế tắc trong các cuộc thương thuyết cấp cao. Tom Barrack nói rằng ông hoàn toàn vô tội trong các cáo buộc vận động phi pháp cho UAE. Và doanh số bán nhà mới trên toàn Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất vào thời đại dịch. Và thưa quý vị, bản tin trong ngày hôm nay sẽ được mở đầu bởi anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì tại miền Nam California, những cơn mưa rào bất ngờ đã đem lại khá nhiều thú vị cho một số đông người. Tuy nhiên, ngoài ra nó cũng là một lời đe dọa đối với lực lượng cứu hỏa hiện nay. Tại vì nó mang theo hệ thống bão của nó là những đợt sấm chớp ở trên những nơi mà hiện nay người ta đang vất vả để chống chọi với các cơn hỏa hoạn. Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết là đã có thể xảy ra lũ quét cũng như là dông bão trên khắp khu vực Southland vào ngày hôm nay thứ hai. Một hệ thống bão đã di chuyển vào miền Nam California cùng ngày, mang theo khả năng gây ra dông bão và lũ quét trên một số các vùng rộng lớn của khu vực. Tại khu vực Los Angeles thì mối đe dọa của các trận mưa rào theo mùa, bao gồm cả những trận mưa như trút nước ở một số các khu vực cũng như là có gió giật mạnh, sẽ kéo dài cho đến tối. Cơ quan thời tiết quốc gia đã cho biết điều này. Người dân tại khu vực miền Nam California có thể mong đợi một ngày rất ẩm ướt với độ ẩm dao động gần đạt tới mức 90%. Một số cảnh báo lũ quét tại một số địa phương cũng đã được ban hành ở tại Inland Empire, với tổng lượng mưa có thể vượt quá 1 inch trong suốt buổi chiều. Một phần của các quận San Bernardino và Inyo đang được cảnh báo sẽ có lũ quét. Những cơn mưa rào nhẹ hơn cũng đang di chuyển qua khu vực quận Cam, một số các thành phố ở tại quận Cam, Santa Ana, Huntington Beach, Fountain Valley, Westminster cũng đã đón nhận những đợt mưa tuy là ít ỏi, nhưng nó cũng mang đến cái niềm hy vọng là sẽ có mưa kế tiếp trong những ngày tới. Tuy nhiên điều này chắc có lẽ khó xảy ra. Thường thường thì vào mỗi cuối tháng 7, thưa quý vị, thì những đợt mưa như thế này là rất hiếm hoi và khá bất thường. Là người ta đang trông chờ là cái tình trạng hạn hán sẽ còn kéo dài. Tuy nhiên với những cái đợt mưa này thì hy vọng nó sẽ thêm vài ngày nữa. Trên một số các cái trang mạng, trên Twitter thì nhiều người cũng đã bày tỏ niềm vui của mình khi thấy những đợt mưa bất thường như thế này. Và nhiều người cũng mong rằng nó sẽ tiếp tục kéo dài. Sự kiện mưa trên diện rộng này được coi là bất thường, một người đã viết trên Twitter của mình. Mưa dự kiến sẽ giảm vào tối ngày hôm nay thứ hai. Tuy nhiên có thể có một vài trận mưa rào kéo dài qua đến ngày thứ ba tại một số các ngọn núi của quận Los Angeles và quận Ventura, cũng như một số các phần của thung lũng Antelope, Santa Barbara và San Luis Obispo County ở tại miền trung California. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta virus trong ngày hôm nay, thưa quý vị, một loạt các cơ quan chính phủ các cấp đều tuyên bố rằng là nhân viên của họ hoặc là các nhân viên y tế đều phải chứng minh chích ngừa. Bắt đầu từ tiểu bang California trong ngày hôm nay, khi thống đốc Gavin Newsom tuyên bố rằng là vào ngày 2 tháng 8 thì các nhân viên chính phủ làm cho tiểu bang đều phải chứng minh rằng họ đã có được tiêm chủng hoàn toàn. Còn không thôi thì phải chứng minh rằng là họ phải xét nghiệm dương tính mỗi tuần làm việc. Đối với các nhân viên y tế trong tiểu bang này thì cũng tương tự như vậy. Bắt đầu từ khoảng ngày 7 tháng 8, các nhân viên y tế trong tiểu bang làm công hoặc là làm cho các cơ quan chính phủ cũng đều phải chứng minh rằng là mình đã tiêm chủng hoàn toàn. Còn không thôi thì cũng phải đi xét nghiệm mỗi tuần, không cần biết rằng là có va chạm với ai hay không. Ngay tại thành phố New York thì cũng như vậy, thưa quý vị. Thị trưởng Bill de Blasio trong ngày hôm nay cũng tuyên bố rằng là hơn 300.000 nhân viên của thành phố, bao gồm luôn kể cả giáo viên, cảnh sát viên,
lính cứu hỏa đều phải chứng minh rằng là đã chích ngừa rồi, còn không thôi thì phải đi xét nghiệm hàng tuần. Tại chính quyền liên bang thì Bộ Cựu Quân Nhân, đó là Bộ Veteran Affairs, cũng cho biết rằng là các nhân viên y tế trong bộ này cũng phải như vậy, cũng phải đưa ra những chứng cứ là họ đã chích ngừa rồi, còn không thôi thì cũng phải đi xét nghiệm hàng tuần, còn không thôi thì không được đi làm. Đó là một loạt các nỗ lực được tuyên bố trong ngày hôm nay để mà cố gắng hạn chế sự lây nhiễm của biến thể Delta. Cũng liên quan đến biến thể Delta và các chính sách thì Hoa Kỳ ngày hôm nay đã công bố là sẽ không dỡ bỏ các hạn chế du lịch bởi vì số người nhiễm biến thể Delta của COVID tăng đột ngột. Thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters cho biết rằng Hoa Kỳ sẽ không dỡ bỏ các hạn chế về du lịch nước ngoài vì lo ngại về sự gia tăng các trường hợp bệnh do biến thể Delta của COVID-19 dễ lây nhiễm hơn, theo một giới chức của Tòa Bạch Ốc. Khoảng 83% các trường hợp COVID mới ở Hoa Kỳ trong tháng này là nhiễm biến thể Delta, và các chuyên gia nói rằng biến thể này là nguyên nhân gây ra làn sóng nhiễm bệnh mới trên toàn quốc. Các trường hợp biến thể Delta của Hoa Kỳ tập trung ở những người chưa được tiêm chủng, và con số có thể sẽ tăng lên trong những tuần lễ tới. Giới hữu trách cũng lưu ý rằng hôm thứ Hai tuần trước là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tức là CDC, đã khuyến cáo người Mỹ không nên đến Vương quốc Anh vì số người mắc bệnh COVID ở đó đã gia tăng. Hoa Kỳ hiện nay cấm nhập cảnh đối với hầu hết những người không phải là công dân Mỹ mà trong vòng 14 ngày qua đã hiện diện tại Vương quốc Anh, các quốc gia thuộc Liên Âu, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil. Sự gia tăng trong các trường hợp liên quan đến biến thể siêu lây nhiễm là Delta không phải là bất ngờ. Những ca nhiễm trùng như vậy đã được dự đoán là sẽ tăng gấp đôi sau mỗi vài tuần lễ. Vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, biến thể Delta chỉ chiếm có hơn 30% các trường hợp bệnh mới. Vậy mà vào ngày 3 tháng 7, nó đã vượt qua ngưỡng 50% để trở thành biến thể gây bệnh COVID thống trị ở Hoa Kỳ. Và hiện nay thì 83% các trường hợp nhiễm bệnh mới trong tháng này là do biến thể Delta gây ra. Hai tiểu bang Florida và Arkansas hiện có một sự khác biệt rõ ràng khi nói đến sự lây lan của coronavirus, thưa quý vị. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, mỗi một trong hai quận của các tiểu bang kể trên đều được liệt kê là có mức độ lây truyền cao trong cộng đồng. Cơ quan CDC định nghĩa rằng sự lây truyền cao ở hầu hết các quận của một số tiểu bang khác bao gồm Missouri, Louisiana, Mississippi và Alabama. Một quận có khả năng lây truyền cao theo định nghĩa của CDC nếu có từ 100 trường hợp nhiễm COVID-19 trên tỷ số 100.000 cư dân, hoặc là tỷ lệ dương tính với xét nghiệm là 10% hoặc cao hơn trong thời gian 7 ngày qua. Gần 44% các quận hạ trên toàn quốc Hoa Kỳ đã rơi vào điều này, và theo bản cập nhật mới nhất của CDC đã cho biết như trên. Các trường hợp mới đã gia tăng gấp 3 lần trong 2 tuần vừa qua tại Florida. Trong tuần qua, thì ở Florida đã chiếm gần 1/4 tổng số các trường hợp nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ, tức là con số nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác trên toàn quốc. Florida với 67 quận, báo cáo trung bình gồm có 10.452 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày trong tuần lễ vừa qua. Nó nhiều hơn gấp 3 lần mức trung bình hàng ngày so với 2 tuần trước đó. Những dữ liệu này từ Đại học Johns Hopkins. Trong khi đó, tỷ lệ nhiễm mới ở Florida trong tuần qua thì có khoảng 49 trường hợp nhiễm mới trên 100.000 cư dân mỗi ngày, tức là nó cũng cao hơn gấp 3 lần tỷ lệ của Hoa Kỳ, là trung bình khoảng 16 trường hợp nhiễm mới trên dân số 100 người mỗi ngày. Chỉ có Arkansas và Louisiana thì có tỷ lệ trường hợp bệnh cao hơn Florida trong tuần qua. Hiện nay thì các bệnh viện tại Florida đang phải vật lộn với số lượng bệnh nhân COVID-19 đang tăng vọt. Ông Chad Nielsen là giám đốc phòng chống nhiễm trùng tại Đại học Y tế Jacksonville của Đại học Florida đã nói: "Chúng ta có thể trở thành một bệnh viện đầy COVID chỉ trong vòng một tháng nếu mọi thứ không được kiềm chế chậm lại hoặc là số lượng chích ngừa không được tăng lên." Ông nói thêm rằng 90% các bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện đã không được chích ngừa. Phát biểu trong ngày thứ Hai hôm nay tại phòng bầu dục, khi mà Tổng thống Biden đứng ra để mà chính thức đón tiếp Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kamenei, Tổng thống Biden tuyên bố rằng là các sứ mạng tác chiến của quân đội Hoa Kỳ sẽ kết thúc trong vòng cuối năm. Tổng thống Biden nói rằng là tôi nghĩ mọi chuyện đang tiến hành tốt đẹp. Vai trò của chúng ta ở tại Iraq chỉ có mặt ở đây
để mà tiếp tục huấn luyện, giúp đỡ để cho quân đội Iraq có thể trực tiếp đối phó với lại ISIS. Và ngoài ra, chúng ta sẽ không có hoạt động trong những hành động tác chiến nào nữa từ đây cho tới cuối năm. Các viên chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc đã đưa ra những thông cáo này trước khi hai vị lãnh đạo đã có cuộc gặp. Nhưng cái lời tuyên bố này được chính thức hóa, cho rằng là từ đây cho tới cuối năm, sau khi mà lực lượng Mỹ tiếp tục bàn giao lại những công tác cuối cùng cho quân đội ở tại Iraq, thì vai trò của các sĩ quan của Mỹ ở tại đây chỉ đóng phần gọi là cố vấn cũng như là huấn luyện thôi, chứ không có trực tiếp đứng ra để mà tham dự hay là đứng đầu những hành động tác chiến gì nữa ở tại Iraq. Cái đó là bản tin về thiếu nhiên liệu tại Mỹ. Thưa quý vị, hãng hàng không American Airlines cảnh báo về tình trạng thiếu nhiên liệu trên toàn quốc Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, thì hãng hàng không American Airlines đã cho biết họ có thể phải tăng thêm một số điểm dừng cho một số chuyến bay nhất định vì sự chậm trễ trong việc phân phối nhiên liệu tại các phi trường hạng trung, và đã yêu cầu phi công tiết kiệm nhiên liệu khi có điều kiện. Đây là vấn đề đau đầu mới nhất khi đợt du lịch mùa hè tăng đột ngột. Các hãng hàng không bao gồm cả American Airlines đã phải gặp những tình trạng chậm chuyến bay vì thiếu tài xế xe vận tải và nguồn cung cấp nhiên liệu. Theo một bản ghi nhớ của công ty, sự chậm trễ giao nhiên liệu trên toàn nước Mỹ được dự đoán là sẽ kéo dài cho đến giữa tháng 8. American Airlines cho biết chuyến bay sẽ chở thêm nhiên liệu vào các phi trường bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt, là một quy trình trong nỗ lực thêm điểm dừng tiếp nhiên liệu. American nói rằng việc gián đoạn chuyến bay vì thiếu hụt nguồn cung cấp nhiên liệu cho đến nay là tối thiểu và họ không phải hủy bất cứ một chuyến bay nào. Trong khi đó, thì một phát ngôn viên của Delta Airlines cũng cho biết hãng này đã gặp một số trở ngại về chậm trễ tiếp nhiên liệu tại một số phi trường nhỏ hơn ở miền Tây Hoa Kỳ, nhưng đã không gặp trở ngại về hoạt động phi hành. Southwest Airlines cũng có nói rằng không có bất cứ một sự gián đoạn nào vì vấn đề nhiên liệu, nhưng hãng này cũng có thể phải chuyển sang tình trạng thêm điểm dừng để tiếp nhiên liệu nếu cần. Các phi công trưởng có quyền quyết định lượng nhiên liệu chở trên máy bay. Hiệp hội phi công đồng minh đại diện cho vào khoảng 15.000 phi công của Mỹ cho biết họ muốn bảo đảm mức độ an toàn nhưng cũng không muốn phải bỏ rơi hành khách. Các vấn đề cung cấp nhiên liệu đã nảy sinh trong khi nhu cầu du lịch giải trí trong nước Mỹ đã tăng vọt, mà các giám đốc điều hành của các hãng hàng không Hoa Kỳ cho biết là gần bằng hoặc là cao hơn mức du lịch của năm 2019. Một cuộc gặp gỡ cao cấp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã diễn ra tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc trong ngày hôm nay thứ Hai. Các quan chức cấp cao của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đang bàn thảo về các vấn đề liên quan đến COVID-19, về vấn đề nhân quyền và kể cả vấn đề an ninh mạng trong một cuộc trao đổi mà theo báo chí cho biết là khá căng thẳng diễn ra vào ngày thứ Hai giữa hai bên tại Trung Hoa lục địa trong ngày hôm nay kể từ khi Tổng thống Joe Biden là Tổng thống của Hoa Kỳ. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là Xi Fang đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là bà Wendy Sherman tại thành phố cảng Thiên Tân vào ngày hôm nay thứ Hai, cho biết là nhận thức của người Mỹ đối với Trung Quốc, chữ trong ngoặc kép, đối là một kẻ thù tưởng tượng, là nguyên nhân gây ra bế tắc trong quan hệ giữa hai quốc gia. Thứ trưởng Sherman, người đã đến Thiên Tân vào ngày Chủ nhật, cũng đã có cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Vương Nghị, và đã đưa ra lý do đằng sau những hành động cứng rắn gần đây của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Trung Quốc, theo các giới chức trong chính quyền Mỹ có mặt trong hội nghị đã cho biết. Họ cũng nói rằng mục đích của chuyến thăm này nhằm cung cấp một hệ thống hành lang cho mối quan hệ Mỹ-Trung để có thể bảo đảm mối quan hệ này không lan sang vấn đề xung đột trong tương lai. Hai phía đã cùng thảo luận về cách đặt ra các điều khoản để có thể quản lý một cách có trách nhiệm đối với mối quan hệ Mỹ-Trung hiện nay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết trong một tuyên bố, ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Xi Fang đã cáo buộc Hoa Kỳ thúc đẩy một trật tự quốc tế được thiết kế nhằm mang lại lợi ích cho chính mình, trong khi kìm hãm các nước khác, như thể là Mỹ đã đưa ra luật rừng, nơi mà kẻ lớn có thể đúng và kẻ lớn bắt nạt kẻ nhỏ, chữ trong ngoặc kép. Những cái câu chữ mà theo giới truyền thông quốc tế thì cho rằng là Trung Quốc đã là một vừa ăn cướp vừa la làng. Cuộc trao đổi đầy thử thách đã diễn ra khi hai nước chuẩn bị trao đổi các phái viên mới. Đại sứ mới của Trung Quốc tại Hoa Kỳ là ông King Gang sẽ đến nhận nhiệm sở mới tại Hoa Thịnh Đốn trong những ngày sắp tới. Và ngoài ra thì Bắc Kinh cũng sẽ hy vọng sẽ sớm chào đón nhà ngoại giao kỳ cựu của Hoa Kỳ là ông Nicholas Burns sẽ đến Trung Quốc với tư cách là đại sứ Hoa Kỳ tại nước này trong vài ngày tới đây.
Thưa quý vị, trong ngày hôm nay tại thành phố New York, ông Tom Barrack, năm nay 74 tuổi, trước đây từng là người chủ tọa các sinh hoạt nghi lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, đã ra tòa và tuyên bố rằng là ông vô tội trước những cáo buộc từ chính quyền liên bang về các tội danh, cáo buộc rằng là ông đã thay mặt cho một số các quốc gia ngoại bang để mà vận động hành lang người bạn cũ của ông, đó là ông Donald Trump, mà không có chính thức ghi danh với lại Bộ Tư pháp. Trên đường đi vô tòa án thì ông Tom Barrack nói rằng là hệ thống tư pháp hiện nay đang làm việc một cách hữu hiệu, và qua thời gian quý vị sẽ thấy rằng là tôi vô tội 100%. Thưa quý vị, ông này vào thứ ba tuần trước tại Los Angeles đã bị truy tố với một loạt các tội danh về việc rằng là đã nhận tiền của những nước như là UAE và sau đó đã cố tình ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao của Mỹ với quốc gia này mà không có ghi danh là một cái người lobbyist hay là một người vận động hành lang. Ông có quyền được tại ngoại hầu tra sau khi mà đóng tiền thế chưng lên đến 250 triệu tiền bond. Và ngày kế tiếp mà ông phải ra tòa, đó là ngày 2 tây tháng 9, vị thẩm phán thụ lý hồ sơ này đã cảnh cáo rằng là ông Thomas Barrack từ đây cho tới khi phiên tòa này kết thúc không được bất cứ những cái qua lại gì với các viên chức của tại UAE và cố gắng hạn chế mức chi tiêu trong nội bộ, mỗi chi tiêu không quá 50.000 Mỹ Kim. Và bản tin sau cùng trong ngày hôm nay đó là bản tin về doanh số bán nhà mới xây ở trên nước Mỹ đã giảm xuống mức thấp thời đại dịch. Thưa quý vị, doanh số bán nhà mới xây đã giảm trong tháng 6 của năm nay là xuống mức thấp nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch COVID-19. Vào tháng 4 của năm 2020, theo dữ liệu do Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ công bố hôm thứ Hai, doanh số bán nhà biệt lập mới đã giảm xuống mức hàng năm là 676.000 căn, thấp hơn 6.6% so với mức 724.000 căn của tháng 5 và thấp hơn 19.4% so với mức 839.000 căn nhà của tháng 6 năm 2020. Các phân tích giả đã từng kỳ vọng doanh số bán nhà mới sẽ tăng khoảng 3.4% trong tháng 6 vừa qua. Sau một năm mua bán điên cuồng và giá nhà tăng ở mức hai con số, thì những ngôi nhà mới xây hiện nay đã được kể là ngoài tầm tay với của đa số người mua và không bán được như trước nữa. Giá trung bình của một căn nhà mới xây hồi tháng 6 chỉ tăng 6% so với tháng 6 năm 2020. Và mặc dù đó là mức tăng lớn trong lịch sử, nhưng không đáng là gì so với mức tăng hàng năm là 15-20% trong những tháng trước đó. Hầu hết việc mua nhà là trong cái mức đắt giá và các công ty xây nhà thì không đủ khả năng để cất những căn nhà giá rẻ vì chi phí xây dựng đã tăng vọt. Cụ thể, giá gỗ tăng vọt hơn 300% trong thời kỳ đại dịch và tuy đã giảm trở lại đáng kể trong tháng trước, hiện nay vẫn còn cao hơn tới 75% so với mức trung bình của năm 2019. Các sản phẩm gỗ khác vẫn đắt hơn đáng kể. Người mua trong tháng 6 cũng bị ảnh hưởng bởi lãi suất vay nợ nhà cao hơn. Vấn đề gia cư chậm lại vì hai yếu tố chính là không đủ nguồn cung và giá nhà quá đắt. Các công ty xây dựng đã cảnh cáo rằng đây sẽ là bước khởi đầu của một thị trường gia cư đang nguội lạnh dần. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Wellspa, thương hiệu salon furniture đoạt nhiều giải thưởng nhất 4 năm liên tiếp, và Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời.
Activa, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Activa vừa khai trương một trung tâm sinh hoạt ngay tại Lido, Sài Gòn. Với tâm nguyện chăm sóc thành viên như người thân, Activa đem đến cho quý vị một trung tâm gần gũi cộng đồng người Việt để sinh hoạt và gặp gỡ hướng dẫn viên về bảo hiểm sức khỏe trong khung cảnh thú vị và thân mật. Địa chỉ 9551 Bosa Avenue, Suite E, Westminster, Cali 92683, kế bên nhà hàng Thành Mỹ. Gọi số 1-866-610-0655 để biết thêm thông tin về chương trình sinh hoạt hấp dẫn tại trung tâm. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.